Theo tư liệu của Tổ chức Lưu Nông Thế Giới FAO công bố vào năm 2010, số lượng động vật trên trời dưới đất, dưới sông và dưới biển bị con người ăn và giết hại đã lên đến con số 330,7 tỷ. Toàn thế giới mỗi năm có 1,8 tỷ gia súc chết dưới tay con người, 22,5 tỷ chim, gà và những gia cầm khác, cộng với 1 triệu tỷ con cá. căn nguyên của tai nạn và bệnh tật Hãy trân trọng sinh mạng Xin đừng giết hại động vật tập 1 Người phỏng vấn của Đinh Gia Lệ Khách mời là Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không Ngày 21 tháng 4 năm 2012 Tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Hôm nay với cơ duyên khó gặp Chúng tôi vô cùng may mắn được phỏng vấn Cao tăng đại đức của Phật giáo thế giới Lão Pháp Sư Tịnh Không về những vấn đề có liên quan đến chủ đề này, sư phụ thượng nhân Tôn kính con xin kính chào ngài. Chào bạn. Vô cùng cảm ơn pháp sư đã đồng ý nhận lời mời tham gia buổi phỏng vấn của chúng con. Tháng 6 năm 2010, báo cáo phát biểu của Sở Kế hoạch Môi trường Liên hiệp quốc và Ủy ban Châu Âu đều nói rằng muốn giảm mạnh sự ảnh hưởng của môi trường, cách duy nhất chính là thay đổi một cách mạnh mẽ. Việc ăn uống của toàn thế giới từ bỏ tất cả những thực phẩm mang tính động vật, nếu không dừng lại hoặc hạn chế việc ăn thịt thì cả trái đất sẽ bị hủy diệt. Việc này có liên quan đến sự tồn vong của tất cả mọi người. Đây không còn là sự lựa chọn của riêng một cá nhân nào nữa. Cách nói này thật khiến người nghe khiếp sợ. Điều này có phải là nói quá sự thật không? Kính mong lão pháp sư Từ Bi khai thị cho chúng con. Cách nói này tôi cảm thấy là đang nói về tình hình của xã hội hiện nay. Chính xác là như vậy. Nói về phương diện ăn uống khiến tôi nhớ đến thời thơ ấu của chúng tôi. Giờ thời kỳ kháng chiến, những loại thức ăn đơn giản tốt cho sức khỏe đó so với thức ăn hiện nay làm cho chúng tôi cảm thấy nhớ vô cùng thức ăn bây giờ thật sự khiến cho chúng ta thấp thỏm lo âu từng ngày vì nó không bình thường vấn đề bất bình thường của con người cũng từ đó mà sinh ra cuộc sống bình thường, sinh hoạt, ăn uống bình thường. Đó là khỏe mạnh nhất. Người Trung Quốc thời xưa rất xem trọng việc này. Trong tả truyện có câu Nhân khí tường tác yêu hưng Nghĩa là khi chúng ta từ bỏ cái bình thường Thì yêu ma quỷ quái sẽ xuất hiện Yêu ma quỷ quái làm loạn xã hội dịu loạn tinh thần Mang đến tai nạn cho chúng ta cho nên ngày nay, những người này phát hiện ra, tôi cho rằng đây là một tin tốt lành. Cảm ơn Pháp Sư. Thưa Pháp Sư, có người nói rằng con người là động vật cấp cao trên trái đất, là loại có linh tánh trong dạng vật, mạnh được yếu thua là quy luật của tự nhiên. Vậy, việc động vật bị con người giết, bị con người ăn, con người ăn chúng là hợp với lẽ trời, rất nhiều người có quan niệm này đã nói rằng Ăn thịt có gì mà không tốt chứ Hàng trăm hàng vạn dạ người đều ăn thịt Tại sao tôi lại không ăn Xin Pháp Sư tự bi khai thị cho chúng con Tôi cũng không ăn Ngài cũng không ăn Đúng vậy Từ năm 26 tuổi Tôi được nghe Phật Pháp Nửa năm sau đó thì tôi bỏ ăn thịt Lúc tôi còn trẻ Khi học ở trường đã từng tiếp xúc qua Kitô Tô giáo và Hồi giáo. Thời gian đó, tôi phản đối nhất chính là Phật giáo, vì tôi không có sự hiểu biết đối với Phật giáo. Kinh Koran và Kinh Thánh còn có người giảng, giảng giải nghe cùng có đạo lý. Tôi chưa từng nghe ai giảng qua Phật giáo. Hơn nữa, ý nghĩa lại tương đối sâu. Xem kinh điển lại không hiểu Vì thế sinh ra rất nhiều hiểu lầm Sau khi hiểu rõ rồi Thì mới biết Tội nghiệp mà chúng tôi tạo rất sâu nặng Thời kháng chiến tôi bị tớt học 3 năm Nên tôi học săn bắn Vì thế mà sát sanh rất nhiều Biết được những nhân quả báo ứng này Con người thế gian Thật sự giống như Phật nói vậy Bạn đến thế gian này để làm gì? Phật đã nói một câu như vậy Nhân sinh thù nghiệp Nhân sinh thù nghiệp Để trả nghiệp của bạn Bạn làm thiện Bạn đến hưởng phước Bạn tạo ác Bạn đến chịu tội Nhưng quả báo ứng tơ hào không sai Tôi nghĩ đến ba năm săn bắn trong quá khứ Đã sát sanh nhiều không kể xiết Đã kết quán thù với những chúng sanh này Loại quan quan tư báo này vô cùng đáng sợ Vì thế tôi lập tức chọn ăn chay giả là việc chọn ăn chay cũng có đạo lý của nó người thế gian chúng ta chỉ hiểu được phải bảo đảm vệ sinh bảo vệ sinh lý ăn phải sạch sẽ phải tươi ngon hiểu sâu hơn một bậc tôi cho rằng là hồi giáo họ không những chỉ xem trọng việc bảo đảm vệ sinh họ còn hiểu được vệ tính đó chính là bảo vệ tính tình của mình điều đó liên quan đến tính tình của họ nếu thức ăn đó khiến cho mình tính khí không tốt thì tốt nhất là nên ít ăn loại thức ăn đó đó chính là ngũ tân trong phật giáo ngũ tân bạn xem chữ tân trên đầu có chữ thảo tân không phải là thịt ngũ tân chính là hành tỏi hẹ kiệu và hành tây những loại này tại sao lại không nên ăn tính tình không tốt ăn sống dễ nổi nóng dễ nóng giận đúng vậy chúng khiến cho bạn nổi giận khi ăn chín thì nó sinh ra hóc môn dễ dẫn đến kích động chính là do nguyên nhân này trong thời điểm phát dục 70 tuổi trở lên thì phần lớn tính tình của bạn đã định rồi nên điều này không quan trọng nữa mặt khác nếu là dùng làm thuốc thì được dùng làm thuốc thì được đúng vậy đặc biệt là thời đại bây giờ thức ăn đều không an toàn cụ tỏi thật sự có thể giúp chúng ta giải độc giúp chúng ta diệt khuẩn cho nên đối với hiện nay thì tôi cho rằng đây là loại thức ăn cần thiết trước đây chúng tôi ở thư viện nghe nhìn hoa tạng tại đài loan hàng quán trưởng bà ấy quy định mỗi tuần phải ăn tỏi một lần mỗi người ăn sống ít nhất là một hoặc hai thép ăn sống mới có tác dụng ăn sống mới có tác dụng đúng vậy diệt quẩn đúng không ạ à? đúng đúng giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng đúng vậy điều này rất có lý cho nên phật pháp là nói lý lẽ rất thấu tình đạt lý không cố chấp cứng nhắc tuy nhiên năm loại thức ăn này phần lớn mọi người nhất định phải kiên cử đặc biệt là đối với người trẻ tuổi người lớn tuổi người bệnh nếu bác sĩ bảo bạn ăn thì bạn mới có thể ăn cho nên nhất định phải xem trọng việc ăn uống đối với động vật nói thật chúng ta không nên ăn thịt của chúng vì đó là một sinh mạng là một sinh mạng đúng cho nên nói mạnh được yếu thua là gì đó chính là cái hiện tượng quả báo của quan quan tương báo. Quá khứ nó ăn thịt bạn, bây giờ bạn ăn thịt nó. Chúng ta giác ngộ rồi, quá khứ nó ăn thịt tôi, tôi bỏ đi. Bây giờ tôi không ăn thịt đó nữa, như vậy là tốt. Quán kết này đã được hóa giải. Nếu không thì không thể hóa giải được. Đời đời kiếp kiếp, báo tới báo lui, cả hai bên đều đau khổ. Đặc biệt là thịt hiện nay. bốn năm trước đây cư sĩ tề mời tôi đến thăm sơn đông đức châu khánh dân cô ấy đã đưa tôi đến tham quan một trại nuôi dịch cô ấy nói với tôi trại nuôi dịch này chuyên cung cấp dịch cho những tiệm dịch quay ở bắc kinh chiếm tỷ lệ một phần ba số lượng rất lớn Tôi đi tham quan Ở nơi đó cô ấy cầm lên một con vịt con Để vào lòng bàn tay của tôi Con vịt lớn cỡ như thế này Cô ấy hỏi tôi Thầy à Thầy xem con vịt này sinh ra được mấy ngày rồi Tôi nói ít nhất cũng phải một tuần Cho đến 10 ngày Thì mới có thể lớn như vậy Cô ấy nói cho tôi biết Nó chỉ mới sinh ra vào ngày hôm qua Tôi giật cảm mình Tôi hỏi dịch ở đây nuôi bao nhiêu ngày thì đem đến Bắc Kinh làm thịt. Họ nói hai, ba tuần. Vậy có thể ăn được không? Đây là dùng chất hóa học kích thích, thúc đẩy. Chắc chắn không tốt cho sức khỏe. Cho nên lúc đó tôi nói với người bên cạnh loại thực phẩm này không ăn được. Thức ăn để nuôi chúng đều có độc, không bình thường trứng của chúng cũng không nên ăn trước đây chúng ta không thấy bây giờ đã được tận mắt chứng kiến nuôi một con heo mới một hai tháng thì đem giết rồi trước đây thông thường nhà nông họ nuôi heo mất một năm dịch nuôi ít nhất cũng bảy tám tháng mười tháng nó mới lớn được như vậy bây giờ vài tuần đã lớn như thế rồi cho nên tất cả đều không bình thường Vậy bà có dám ăn không? Tôi đã không ăn thịt 60 năm rồi Không biết tình hình thực tế ra sao Tôi đã từng hỏi thăm vợ của Thầy Phương Đông Mỹ Sau khi Thầy mất, tôi từng hỏi thăm bà ấy Có một lần tôi hỏi bà Bây giờ mọi người ăn thịt heo, thịt gà Hãy nghĩ xem mùi vị có giống như chúng ta ăn trước thời kỳ kháng chiến không? Bà ấy trầm tư suy nghĩ 5 phút rồi nói với tôi là không giống. Mùi gì không giống rồi. 60 năm trước, thức ăn mà chúng tôi ăn là đường sinh trưởng bình thường, phát triển tự nhiên. Còn bây giờ toàn dùng chất hóa học thúc đẩy. Tất cả đều có độc. Cho nên hiện nay, rất nhiều người bắt những căn bệnh kỳ lạ. 60 năm trước không có, đều là hiện nay mới có những căn bệnh lạ như vậy từ đâu mà có bệnh từ miệng vào đều là do thức ăn mang đến không phải chỉ động vật mà hiện nay ngay cả thực vật cũng dùng phân bón hóa học thuốc trừ sâu hoàn toàn không tự nhiên vì thế con người ăn thức ăn này vào thì không tốt cho sức khỏe ngay cả tiến sĩ Thonby vào những năm 70 cũng đã ra sức tuyên truyền kêu gọi nông nghiệp phải quay về trồng trọt bằng sức người đó mới là an toàn, khỏe mạnh. Ông ta phản đối việc sử dụng cơ giới hóa, càng phản đối việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, biến đổi gen. Đây là điều ông ta tuyệt đối không tán thành. Điều này có đạo lý của nó. Thư Pháp Sư, theo con được biết, bây giờ trong khoảng thời gian sống ngắn ngủi của động vật, chúng phải chịu hàng loạt sự dày dò như nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh trong quá trình bị bắt, quá trình giết mổ. Không chỉ có vậy, hiện nay trên toàn cầu còn áp đặt thêm cho động vật các loại thuốc hormone, chất kháng sinh, còn có chất kích thích nữa. Các loại thuốc này lên đến khoảng 2.700 loại. Con có quen biết một ông chủ trại gà, ông ấy cho biết, vốn um, giống dĩ tuổi thọ của gà là 7 năm Bây giờ chỉ còn có 45 ngày. Nghĩa là uh, từ lúc chúng sinh ra cho đến khi chúng được 45 ngày thì được dọn lên bàn ăn của con người. Ông ấy vừa phải tiêm thuốc cho chúng, vừa phải cho chúng uống thuốc. Gồm có 16 loại thuốc. Thật ra thêm nhiều loại thuốc như vậy cho những con vật này vô hình trung biến cơ thể chúng thật sự trở thành một cái ấm sắc thuốc. Không sai, không sai. Có một chuyên gia về ngành gia cầm nói rằng con gà mà bây giờ chúng ta ăn không nên gọi là con gà Mà nên đổi tên thành gà thuốc Thực ra gọi là gà thuốc Vẫn chưa đúng Phải gọi là gà độc Gà độc Đó là thuốc độc Con người ăn vào làm sao có thể khỏe mạnh được chứ Ăn vào là chết đó Thưa Pháp Sư Các chuyên gia nói là trên thân mỗi động vật đều có xác độc Xác độc tức là sau khi động vật chết đi sự phân hủy từ từ của thể xác sinh ra độc tố thời gian càng lâu thì độc tính trong xác chết càng lớn thật ra mọi người không ít thì nhiều đều ăn những loại thức ăn này hơn nữa việc thêm thuốc cho động vật đã trở thành một bí mật đã được dán màng ngài thấy đó bây giờ mọi người ai cũng biết được hiện tượng này nhưng mà họ vẫn cứ ăn như vậy thầy nói đây là tại vì sao ạ? À? Đây là mê muội mà vì sao lại mê muội là do tâm tham Do tâm tham làm hại, tham chính là độc. Trong Kinh Phật gọi tham sân si là tam độc. Đây là gì vậy? Là do tâm của bạn mang đến. Tâm của bạn không tốt, trong tâm có độc. Vì thế Phật dạy chúng ta, xuyên tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si, buông bỏ tam độc trong tâm. Ngay cả tiến sĩ Thiêu Linh ở Hawaii, Mỹ, ngày 21 tháng trước, tức là 21 tháng 3 năm 2012, ông ấy đến thăm tôi. Chúng tôi lần đầu gặp nhau, ông ấy nói rõ phương pháp trị bệnh lâu đời của Hawaii là hoàn toàn dùng tâm lý. Hoàn toàn dùng tâm lý? Dùng tâm lý. Phương pháp trị liệu này của ông ấy không cần dùng thuốc, không cần dùng kim tim, không cần uống thuốc, trong khoảng một tháng bệnh kỳ lạ nào cũng có thể chữa khỏi phương pháp này chính là dùng tâm thanh tịnh vì thế ông ấy cần phải loại bỏ tất cả tham sân si trong tâm của mình loại trừ bỏ tất cả độc tố ở trong tâm độc tố trong tâm ông ấy gọi là thanh lý tức là đem nó làm sạch sẽ ông ấy nói những ký ức bất thiện phải quét sạch. Những ký ức tốt đẹp cũng phải từ bỏ. Tâm của bạn ban đầu dũng dị thanh tịnh, không nhiễm một chút bụi nhơ. Phục hồi trở lại tâm ban đầu, cái năng lực này ra rất lớn. Phương pháp điều trị rất đơn giản. Không cần phải gặp mặt người bệnh. Cách xa ngàn dặm cũng có cách chữa bệnh giúp họ. Ông ấy cần những thứ gì? Tên họ, giới tính ngày tháng năm sinh ông ấy cần những thứ này cần biết thêm bệnh tình của người bệnh nữa cách trị bệnh của ông ấy quan trọng nhất là nghĩ người bệnh và bản thân mình là một thể mình và người trở thành một không hai sau khi nghĩ thành một thể thì bệnh của họ là bệnh của mình tôi bị bệnh ở đâu dùng ý niệm của chính mình để điều trị và các ý niệm không tốt hoàn toàn được quét sạch dùng ý niệm thuần tịnh thuần tiện ông ấy nói mỗi ngày dùng nửa tiếng đồng hồ để quán tượng giống như chúng ta hồi hướng vậy hồi hướng cho họ liên tục khoảng một tháng ba mươi lần không ngừng nghỉ một ngày một lần một lần khoảng nửa tiếng đồng hồ sau ba mươi ngày bản thân mình khỏi bệnh thì đối phương cũng khỏi bệnh luôn thật là kỳ diệu lý luận này tôi có thể hiểu được vì trong kinh phật có câu đặt tâm ở một chỗ không có chuyện gì không làm được tâm của chúng ta tạp loạn đây là gốc của tật bệnh là nguyên nhân khiến chúng ta mắc bệnh nếu tâm của chúng ta thanh tịnh không có các tạp niệm vọng tưởng tà niệm thì bạn không thể bị bệnh phải đặc biệt chú ý đến ăn uống bây giờ ngay cả rau cải lúa gạo ủng đều có vấn đề điều này không ổn rồi tôi e rằng qua vài năm nữa không khí có thể cũng có vấn đề nước cũng có vấn đề Vậy có người làm sao mà sống đây vì thế điều mà các nhà khoa học đưa ra là có lý nếu không thay đổi sự thiệt hại về sức khỏe của chúng ta loài người trên trái đất sẽ bị tiêu diệt thư pháp sư người nuôi gà không ăn thịt gà người nuôi heo không ăn thịt heo người nuôi cá không ăn thịt cá vì họ biết được nội tình ở bên trong họ hiểu được họ biết được nhưng họ biết mà vẫn làm như vậy để bán cho người khác quả báo của nhân quả rất đáng sợ. Điều này người Trung Quốc thường gọi là mưu tài hại mạng. Đây là tạo tội địa ngục. Không thể làm như vậy được. Thưa Pháp Sư, có một lần con đến trại gà quay phim, con cùng ông chủ đi đến phía trước để xem một con gà thì đột nhiên thấy nó ngã lăn ra chết sau đó thì ông chủ trại gà đã nói Cô có biết tại sao con gà này chết hay không? Con trả lời tôi không biết Ông ấy nói là xuất huyết não Con hỏi tại sao lại thế? Ông ấy nói Vì chúng tôi cho nó ăn liên tục Ánh sáng đã được chiếu liên tục vào nó Nhiệm vụ của nó là ăn không ngừng Không gian sống cả đời của nó Không lớn hơn một tờ giấy A4 như vậy, lúc nó ăn liên tục không ngừng như thế, giá lại trong thức ăn của gà còn tăng thêm một lượng lớn chất kích thích tăng trưởng cùng với chất kích thích phát triển thịt. Nó càng ăn nhiều thì toàn bộ cholesterol đi lên não, sau đó dẫn đến xuất huyết não mà chết. Rồi ông chủ trai gà nói với con, tôi nói cho cô biết, cô nhất định không được ăn thịt gà đó. Con nói, hả, vậy sao? Con lý cô đinh trả lời rằng không những tôi không dám ăn mà tôi còn phải giúp anh tuyên truyền để tất cả mọi người trên thế giới cũng đều không dám ăn thịt gà cho nên con người họ nhiều khi con cảm thấy rất là ví dụ nói người thân của anh ta hoặc bạn của anh ta biết anh ta bị bệnh họ tuyệt đối không dám dùng chén đũa của anh ta cũng không dám ăn thức ăn thừa của anh ta sợ là ăn phải nước giải của anh ta mà bị lây bệnh nhưng mà con người lại mang những miếng thịt to tướng cũng không hỏi xem những miếng thịt này có bệnh hay không những miếng xác to tướng đương nhiên là có cả nước giải nước dịch à, ăn một cách ngố nghiến lại còn khen là ngon người đông bắc chúng con đặc biệt rất thích ăn tiết canh tức là máu sau khi giết heo chảy ra thì hứng ngay vào chén cho đông lại Lúc đó họ cũng không suy nghĩ là như vậy có phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh của họ hay không. Nhưng mà khi Mọi người cùng ăn uống với nhau thì lại xem trọng việc dùng đũa chung, muỗng chung. Cho nên con nói rằng hiện nay rất nhiều người sợ đi ra mộ, Nhưng mà thật ra họ đã biến cái bụng của mình thành nghĩa địa của động vật. Cũng không sợ ma quỷ hoành hành quẩy phá ở trong bụng của mình. À, thật sự những động vật này cũng không biết chọn phong thủy. Thưa Pháp Sư, mấy năm trước con có xem qua một bộ phim, một nhóm người, đương nhiên là ông chủ giàu có, Họ đến trước lồng khỉ, bầy khỉ liền quán loạn cả lên. Cả bầy khỉ quán loạn nhốn nháo, trốn trước trốn sau. Ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn nhóm người đó. Chắc chắn là ông chủ là người rất giàu có. Ông ta là một người có rất là nhiều tiền, ngạo nghễ nhìn bầy khỉ. Vừa nhìn thấy con khỉ béo tốt thì chỉ ngay vào nó. Con khỉ này, Pháp Sư biết không? Khi mà con khỉ vừa thấy ông ta chỉ vào nó, thì nó xìu xuống ngay. Ánh mắt của nó bỗng chốc liền thay đổi tức khắc trở nên thế này tay chân của nó siêu xuống rồi thất thần luôn sau đó con khỉ đó được bắt để riêng một bên à, khi mà người phục vụ bắt con khỉ này lên á, thì ánh mắt của nó đã hồn siêu phách lạc họ ngay tức khắc mang nó để vào bàn mọi người ngồi vào bàn xong thì cạo sạch lông ở trên đầu của con khỉ xong rồi lấy cây búa nhỏ gõ bon bon vào trong đầu của nó con khỉ nó lại kêu thất thanh linh a à, 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 rất là ghê sợ người phục vụ liền gỡ vỏ não của, của con khỉ nó ra rồi con người thì cười ha ha trong tiếng kêu thảm khốc không ngừng của con khỉ sau đó họ bắt đầu ăn não khỉ thưa pháp sư con không hiểu con xin hỏi ngài vì sao họ vừa chỉ vào con khỉ thì nó trở thành như thế này nó đều biết cả nó đều biết cả nó đều biết hết nó không ngốc chút nào Bạn vừa chỉ đó thì nó biết ngay là bạn muốn giết đó Bạn muốn ăn đó Hơn nữa là dùng cái tức tặc khóc như thế Đó là sự kinh sợ của nó Khi kinh sợ thì sẽ phát ra chất độc Trước đây Lý Lão Sư Kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện Người mẹ cho con bú đứa con bú sữa mẹ không bao lâu thì chết khi kiểm tra thì phát hiện ra trong sữa có độc độc từ đâu mà có khi tức giận thì cho con bú lúc này đứa trẻ bú sữa thì bị trúng độc vì thế khi cho con bú thì nhất định phải giữ tâm ôn hòa vui vẻ như vậy thì sữa này mới có chất dinh dưỡng. Nếu trong khi tức giận, oán hận mà cho con bú, thì đứa trẻ này chắc chắn sẽ chết. Vậy thì bạn hãy nghĩ xem, những con vật này khi bạn giết chúng, chúng có hận bạn không? Nạo kỵ đó có độc. Chắc chắn là có độc. Tất cả động vật khi bạn giết chúng, không có con nào vui vẻ để bạn giết đó cả. Chúng đều kêu lên những âm thanh rên rỉ thi thảm không gì bằng, đó chính là oán hận. Cho nên, hiểu rõ đạo lý này rồi, những món thịt đó bạn còn dám ăn được không? Mỗi con vật đều giống con người, chúng đều tham sống sợ chết. Thưa pháp sư động vật trước khi chết sợ hãi như vậy, Tức là giống như lúc nãy Ngài nói Có thể sinh ra độc tố rất lớn khi được ăn vào cơ thể người Mọi người thường hay nói ăn gì bổ nấy Ngài nói xem con khỉ đó, nó sợ tới như vậy Tại sao họ lại ăn não khỉ Chính là vì họ cho rằng não khỉ này có thể bổ não Họ ăn não khỉ này, thật sự có thể bổ não của họ hay không vậy Ăn loài não khỉ này, não của họ sẽ càng ngày trở nên hồ đồ Càng trở nên lú lẫn Ngày càng trở nên hồ đồ Hồ đồ Những người học Phật chúng ta Phần lớn đều biết điều này bạn xem, vài năm gần đây, mỗi dùng đều có rất nhiều người bị nhập. Mà thông tin những người bị nhập này tiết lộ cho chúng ta, hầu hết đều là tin xấu. Điều nói sẽ mang đến tai họa. Tai họa là do tâm bất tiện, do hành vi bất tiện chiêu cảm con người dùng cái tâm này đối với người đối với động vật về mặt nhân quả mà nói thì làm sao có thể có báo ứng tốt cho được không thể có được chúng ta dùng tâm yêu thương đối xử với người thì người mới dùng tâm yêu thương đối xử với chúng ta mình dùng cái tâm giết hại đối xử với chúng muốn ăn chúng chúng sẽ dùng cái tâm gì để đáp trả lại đây Chúng ta nhất định phải nghĩ đến điều này Cả vũ trụ Trung tâm của vũ trụ Trong Phật Pháp gọi là Tự tánh, bộn tánh Phật Pháp gọi là Pháp tánh Đây đều là nói đến chân tâm Cốt loại của chân tâm là gì? Chính là thương yêu tổ tiên của chúng ta đã biết từ rất lâu rồi Điều thứ nhất trong ngũ luân là tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Từ thân này có nghĩa là thương yêu. Thương yêu là điểm khởi đầu của tự tánh. Điểm khởi đầu của tự tánh. Đúng vậy, tức là điểm bắt đầu chân tâm của chúng ta. Đúng, trung tâm của trung tâm chính là tâm yêu thương, thuần tịnh, thuần thiện sinh ra đã có rồi, không cần ai dạy cả, là tình cảm phụ tử hữu thân. Cho nên giáo dục truyền thống chính là giáo dục của tình yêu thương. Giáo dục của tình yêu thương, giáo dục của tình yêu thương. Điều này đã được dự vững mấy ngàn năm nay. Từ phụ tử hữu thân mở rộng ra đến ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Điều từ đây mà sinh ra đây chính là gốc. Vì thế người Trung Quốc thời xưa nói đánh người dũng thiện. Bạn xem hai câu đầu của Tam Tượng Kinh là nhân chi sơ tính bổ thiện chính là nói về tình yêu thương này. Con người bây giờ không biết yêu thương chính mình thì làm sao biết yêu thương người khác chứ? Họ không biết tự yêu thương bản thân. Nếu biết yêu thương chính mình thì làm sao có thể ăn những loại thức ăn này, những động vật này đối với thân tâm của chính mình đều là kịch độc, đều có sự tổn hại rất lớn. Cho nên con người sống khổ sở như thế Sống tội nghiệp như thế Lại còn sát sanh còn ăn thịt Vậy làm sao được Họ không biết tự yêu thương mình Thì sẽ không biết yêu thương người khác Vì vậy ngày nay nói khôi phục giáo dục truyền thống Là việc không dễ dàng Có rất nhiều người hỏi tôi Đến khi nào mới có thể khôi phục được Tôi nói ít nhất phải 200 năm Không có được khoảng thời gian 200 năm thì sẽ không thấy được hiệu quả. Bây giờ thế hệ nào cũng có người học tập là tốt rồi. Đừng để ngọn đèn này tắt đi. Đến sau 200 năm, khi tâm con người từ từ trở nên thuận tiện, tâm con người hướng thiện thì phước báo sẽ hiện tiền. Tâm con người hướng thiện thì phước báo sẽ hiện tiền. Tâm, tâm con người bất thiện hiện ra sẽ là ác báo, không phải thiện báo. Hiện nay tai nạn trên trái đất nhiều như vậy, xã hội loạn lạc đều là do tâm bất thiện chiêu cảm. Đạo lý này là thật, đều ở trước mắt chúng ta. Chỉ cần tĩnh lặng thì bạn sẽ thấy được tất cả. Thưa Pháp Sư, ờ, có một lần chúng con quay phim muốn mượn heo của một nông dân Người uh, nông dân này nói uh, tôi không cho mượn Nếu có gì cần nó thì hãy mua Nếu không thì khi trả con heo đó về Nó cũng không sống được nữa Nhưng uh, chúng con không tin Kỳ thực khi chúng con quay phim Khi trói con heo uh, thì Nó kêu uh, rất là dữ dội Trước khi trói nó Con thấy nó hoảng loạn quẩn quanh một chỗ Con bước đến xem thì uh, Thấy chân của nó rung lên cầm cập trong lòng chúng con biết nên chúng con cũng nói với con heo đó chỉ đóng giả thôi à, giả bộ trói mày một lát thôi không phải là giết mày thật đâu con heo đó nó vẫn không ổn nó cứ kêu lên thảm thiết cứ như vậy chúng con không tin lời của người nông dân đó sau khi quay phim xong thì chúng con đem con heo đó thả trở về con heo đó thật sự vẫn như vậy nó không ăn cũng không uống gì cả ba ngày sau thì con heo đó chết Thưa Pháp Sư, con có thắc mắc Thầy thấy đó, chúng con cũng không có giết nó Tại sao nó lại tự bỏ ăn bỏ uống như vậy Nó có thể đoán được điều gì sao thưa Pháp Sư Bạn đã hiểu được đạo lý này không? Hả? Nó đã bị dọa chết Nó bị dọa chết Đúng vậy, khi bạn nói với nó những lời tốt đẹp Nó không tin bạn Nó cho rằng bạn lừa nó Nó đối với con người không có niềm tin nó đã bị dọa chết Nó bị dọa chết Đúng vậy Chính là lúc rất nhiều người đến trước mặt nó Trói nó lại Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nó đã bị dọa chết Không sai Nó bị dọa chết Thực sự mà nói Hiện nay trên đời này Có rất nhiều người bị mắc bệnh Họ chết cũng là do bị hù dọa mà chết Cũng là bị dọa chết sao Đúng Rất nhiều người biết mình bị bệnh ung thư cũng là bị Đúng. dọa chết sao Đúng 90% là bị hù dọa mà chết 90% đều là bị hù dọa mà chết Đúng thế Nếu như bạn không để tâm vào đó xem nhẹ nhiệt sống chết không bận tâm thì sẽ không bị nó hù dọa vì bệnh có thể chữa khỏi ờ, còn động vật thì sao động vật cũng như thế chúng cũng chính là bị dọa chết ừ thưa pháp sư chúng ta trước đây vẫn cho rằng heo là loại động vật ngu ngốc nhất điều này là sai rồi heo cực kỳ thông minh người ta vừa mang sợi dây đến trước mặt nó thì nó đã biết rõ mạng sống của nó đã bị nguy hiểm rồi nó biết rõ tuy rằng nó không biết nói nhưng nó biết rất rõ ràng đúng không hoàn toàn biết rõ hoàn toàn biết rõ ừ. nó bị dọa chết đúng vậy ồ oh. bạn nói lời tốt gì với nó nó cũng không tin bạn vì bạn ngày ngày nói dối không ai tin bạn cả nếu như người có đức hạnh, có đạo đức đến nói với đó, có lẽ nó sẽ tin. Sát đạo dâm vọng này của chúng con. Do đó nó không tin tưởng bạn. Thưa pháp sư, um, tại đây con xin chia sẻ với mọi người câu chuyện về một con trâu. Có một hôm uh, ở tại lò mổ. Um, đây là câu chuyện kể về người thật, việc thật xảy ra trước đây khi mà người mổ trâu á sắp làm thịt con trâu thì uh, bỗng nhiên là uh, con trâu này nó quỳ quỳ sụp xuống đất sau đó thì uh, nước mắt của nó đậm đìa rơi liên tục kéo như thế nào nó cũng không động đậy nó cứ uh, quỳ mãi như thế và nước mắt của nó cứ rơi hoài rơi hoài Dạ. Còn người mổ trâu này thì lại không ra tay được. Lì nói với người bạn làm chung, gọi rất nhiều người đều là bạn cùng nghề đến nói rằng các ông các ông xem con trâu này cứ quỳ ở đây hoài ánh mắt của nó vô cùng đáng thương nhìn thấy người ở là nước mắt của nó cứ rơi đầm đìa đầm đìa bảy tám người ở trong lò mổ đều bị dọa đến sợ cũng khóc theo luôn sau đó họ quyết định mua lại cái con trâu này dùng ba bảy trăm đồng mua lại con trâu con con cũng có mang hình chụp đến đây thầy xem này con con trâu này nó chảy nước mắt đây là hình họ chụp lại à, sau khi mua lại xong thì họ mang nó đến gửi cho một ngôi chùa con trâu này từ khi được cứu và sau khi nó thấy con người liền quỳ lại người đây ngài xem này đúng vậy đúng Khi bạn cứu bạn động vật Nó sẽ biết ơn bạn Dạ, nó biết nhớ ơn Con trâu này khóc lóc thảm thiết Nó quỳ xuống cầu cứu Hành động này của con trâu Khiến cho chúng ta hết sức kinh ngạc Thưa Pháp Sư, xin Ngài hãy tự bi khai thị Người ta nói trâu bò là loại động vật có linh tính nhất Có đúng không Thầy? Bất cứ loại nào cũng có linh tính cả Không thể xem tượng được Quá khứ chúng cũng là người vì làm việc sai quấy Đến đầu tha vào loài động vật Đây là chân tướng sự thật Trong Kinh Đại Thừa nói rất rõ ràng Tại sao lại đọa vào đường rút xanh Là do ngu si Cũng vì họ không có trí tuệ Không phân biệt được đúng sai Không thể phân biệt được chánh tà Không thể phân biệt được thiện ác không thể phân biệt được lợi và hại những người giống như vậy bây giờ rất nhiều rất nhiều đúng vậy bởi vì thật sự đây là vấn đề của giáo dục giáo dục trên thế giới hiện nay của chúng ta chỉ dạy khoa học kỹ thuật không dạy luân thường đạo lý nữa đạo đức cũng không dạy nhân quả cũng không dạy giáo dục của thánh hiền cũng không dạy nữa vì vậy, họ không còn biết đâu là đúng, đâu là sai, không còn tiêu chuẩn nữa rồi. Nếu như họ đã được học những điều này, thì trong tâm họ có chừng mực, có tiêu chuẩn. Tự bản thân họ có thể cân nhắc. Dù có đông đổi một chút, nhưng phần lớn không ngoài khuôn khổ cho phép. Bây giờ tiêu chuẩn không còn nữa, quá giới hạn rồi ác cho là tiện, tiện xem thành ác. Hôm nay bạn mạnh, có chức có quyền, bạn ức hiếp người khác. Người ta chịu sự ức hiếp của bạn, phước báo của bạn có thể sẽ hưởng hết. Bạn hưởng thụ hết rồi thì sao? Khi bạn hưởng hết rồi, thì tội báo của bạn sẽ hiện ra trước mắt. Người Trung Quốc thời xưa có câu, phú quý không quá ba đời tức là còn hưởng được đến ba đời. Hiện nay phú quý tự mình hưởng một đời e cũng hưởng không nổi. Cuối cùng, vấn đề xảy ra, nào là phá sản, tù tội. Đây là những điều chúng ta vẫn thường thấy. Tức là bạn hưởng không quá một đời thì đã hết rồi. Hưởng không quá một đời thì đã hết rồi. Đúng thế. Vì bạn chỉ hưởng phước mà bạn lại không gieo phước. Người xưa hưởng phước và gieo phước, nên phước báo của họ có thể kéo dài. Bây giờ thì gượng phước tạo nghiệp ra sức ức hiếp người khác. Vậy thì những động vật này càng gọi phải nói. Họ đều cho rằng những động vật này đáng để họ ăn. Họ đều nghĩ như thế. Trong Kinh Phật nói, Người chết làm dê, dê chết làm người. Tương lai sẽ đảo ngược lại. Chúng giàu có, còn bạn thì biến thành súc sanh. Chúng sẽ ăn lại thịt của bạn. thưa pháp sư con xin bổ sung thêm một câu giờ ý này con bỗng nhiên nhớ lại một câu chuyện uhm, lúc con còn nhỏ bà nội con nói với con bà nói về con bò bà nói như thế này không được ăn thịt bò con bò này tại sao lại sanh làm thân con bò vì kiếp trước đó làm quan như nó làm tham quan cho nên bị đọa làm thân con bò thưa pháp sư bà nội con nói như vậy có đúng hay không có lý có lý động vật đều là người đầu thai cả sau khi chúng thọ tội xong thì chúng có thể trở lại làm người đây gọi là lục đạo luân hồi bây giờ chúng ta đã hiểu rõ rồi ba đường ác đã để tiêu trừ nghiệp tội tiêu trừ nghiệp tội đúng nghiệp tội có bạn phải tiêu trừ đến đâu để tiêu trừ ba đường ác đã để tiêu trừ nghiệp tội tiêu trừ ở ba đường ác đúng vậy ba đường thiện là để tiêu phước báo tiêu phước báo không sai Phước báo cũng tiêu mất tâm của bạn thanh tịnh Thì cả tội lẫn phước đều không có Tội phước đều không có Đúng, tâm của bạn mới thanh tịnh được Tâm thanh tịnh là chân tâm Tội phước đều là nhiễm ô Thưa Pháp Sư, giả sử trong mạng của con có phước Con muốn tu hành, con không muốn nhận cái phước này Con không hưởng cái phước này như vậy có được không? Không hưởng phước này Mang phước này đem cho tất cả chúng sanh hưởng Vậy là được À, À, tức là quên mình vì người có đúng không ạ đúng rồi người thực sự hiểu được đạo lý này tuy có phước báo nhưng bản thân họ vẫn sống cuộc sống giản dị phước báo của họ có thể giúp được rất nhiều người dạ họ mang tiền của tặng cho những người đang cần chúng đúng cho những người đang cần dạ người mà tôi thấy được trong cuộc đời tôi chính là thầy hiệu trưởng trước đây của tôi thầy chu ban đạo thầy là một vị quan liêm khiết từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe nói qua có lẽ trên thế gian này chỉ có một mình thầy ấy không tìm được người thứ hai như thế thầy ở đài loan làm chức chính vụ thứ trưởng bộ khảo tuyến thưa thầy bộ khảo tuyển là gì vậy chính là quản lý tuyển chọn nhân tài à quyền lực này rất lớn đúng vậy tuyển chọn nhân tài quản lý rất nhiều cuộc thi mỗi năm của quốc gia nếu cần nhân tài, thì họ chuyên phụ trách về mảng thi cử này. Cả đời theo nghề giáo dục. Cơ quan cấp cho thầy ấy một chiếc xe con. Thầy ấy là phó bộ trưởng, nên lắp điện thoại nhà cho thầy ấy. Chiếc xe đó, nếu không phải là việc công thì thầy không dùng. Có việc riêng thì đón xe buýt. Điện thoại không phải việc công thì không dùng Bên ngoài gọi đến thì được Còn bản thân tuyệt đối không gọi Bản thân có việc riêng thì gọi điện thoại công cộng ở bên ngoài à, Thầy ấy thật liêm khiết Công làm dụng của công người này thật đáng nể Đúng vậy dạ, Rất là đáng nể Thầy ấy nói rằng tôi gọi điện về việc riêng của tôi Thì cơ quan phải trả tiền Phải đóng tiền điện thoại Con trai của thầy Thấy ba mình như vậy con trai thầy là bạn học của chúng tôi nên rất thân. Cậu ta nói ba của mình là cổ hủ. Không hiểu thế thái nhân tình. Cậu ta phê bình ba của mình. Ngay cả họ là con cái mà còn nói như thế này. Quả thật là rất bất tiện. Vì vậy con trai thầy thường nói rằng làm học trò của thầy thì tốt, làm con của thầy thì rất khổ. Thật ra cậu ấy không biết Đúng. thầy đang tích lũy âm đức bảo hộ cho con cháu của thầy. Rất tốt. Đối với họ thật sự là rất tốt. Đúng vậy, bạn xem, thu nhập của thầy ấy tuy không nhiều cuộc sống gia đình rất là giản dị vì học vật nên cả nhà đều ăn chay à, cả nhà ăn chay đúng vậy bà nghĩ xem tiền dư thầy ấy gửi về quê nhà ở quê còn có người thân bạn bè chăm sóc mười mấy hộ gia đình không phải bản thân xứng đáng được nhận thì một đồng một xu cũng không lấy tích đại phước đức lúc đó chúng tôi thực sự nhìn thấy con người mẫu mực con người được văn hóa truyền thống giáo dục thầy ấy cả đời thanh liêm là tấm gương tốt cho chúng ta nói theo thời kỳ kháng chiến thầy là hiệu trưởng của chúng tôi chúng tôi đối với hai vợ chồng thầy hiệu trưởng giống như đối với cha mẹ của mình vậy họ chăm sóc chúng tôi rất chu đáo vì thầy ấy có đức hạnh nên trong tâm tâm mọi người đều rất tôn trọng thầy Không sai, không sai Thưa Pháp Sư, thầy ấy thật sự là rất có trí tuệ Với chức vị này của thầy thì Nếu là người bây giờ thì có thể nhận hối lộ phát tài to Nhưng mà thầy ấy hiểu được nhân quả Nên thầy ấy tuyệt đối không dám làm việc như thế Đúng, đúng Và thưa thầy, uh, thầy ấy thật sự là rất có trí tuệ Đây thật sự là hành thiện tích đức Vì thầy này là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo Chúng tôi tận bắt thấy được cuộc sống hiện nay của chúng tôi tất cả đều tùy duyên. Nhưng trên thực tế đã quá đầy đủ rồi. So với người xưa, chúng tôi còn kém xa lắm. Cuộc sống riêng của bản thân tôi thì rất đơn giản. Tôi ở Đại Trung theo lão sư lý 10 năm, trong đó có 5 năm, một nửa thời gian là chúng tôi tự nấu ăn. Tự nấu ăn Đúng Tôi tự nấu ăn bằng một cái nồi nhỏ Chén nồi đều là một Thức ăn và cơm của chúng tôi đều nấu chung một nồi Bớt phiền phức Từ lúc nhóm lửa cho đến lúc ăn xong Dọn rửa sạch sẽ chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ Quá tiết kiệm thời gian rồi Bạn nghĩ xem Thật là tự tại thật đơn giản. Thầy của tôi, cư sĩ Lý Bình Nam, cả đời thầy sống cuộc sống đơn giản như vậy. Đây là tiết phước, thưa Pháp Sư. Tiết phước, phí sinh hoạt rất ít. Lúc đó tôi ở cùng thầy. Phí sinh hoạt mỗi ngày của thầy là hai đồng tiền Đài Loan. Bằng bao nhiêu đô la Mỹ? Lúc đó một đồng đô la Mỹ có thể đổi được khoảng 30 đồng, phí sinh hoạt một tháng của thầy không đến hai đồng đô la mỹ một tháng ư ừ. một tháng trời ạ à, quá tiết kiệm rồi đúng vậy lúc đó chúng tôi còn trẻ vọng tưởng tạp niệm nhiều hơn thầy nên tiêu hao năng lượng cũng nhiều hơn tôi học theo thầy cũng sống giống như vậy một ngày tôi cần dùng ba đồng một ngày thầy chỉ cần dùng hai đồng tiền đài loan là đủ rồi một ngày ăn một bữa một ngày ăn một bữa đúng vậy là ăn vào giữa trưa có đúng không ạ chính là giữa trưa ăn một bữa giữa ngày ăn một bữa thật là tự tại vì bạn chi tiêu ít nên cả đời bạn không cần cầu cạnh nhờ giả ai cả cả đời không cần nhờ giả người khác đúng cả đời không nhờ giả người khác nửa tiếng đồng hồ giải quyết xong một bữa ăn đúng vậy cả đời không nhờ giả người khác người đạt đến không cầu vẩm tự cao Đối với người không tranh Đối với thế gian không mong cầu Điều này mới gọi là hạnh phúc thực sự Tốt đẹp, tự tại Không ít oán thù với bất cứ ai Đều có thể sống chung, hòa thuận, vui vẻ với mọi người Cả đời của người này Không luống qua một cách vô ích Đây gọi là hạnh phúc mỹ mạng thật sự Không phải là giàu sang phú quý Người giàu sang không hưởng thụ được cuộc sống như thế Bên ngoài thấy rất nhiều người đang hưởng phước Thật sự họ đang... Không, đó là đang uống thuốc độc <laughs> Uống thuốc độc Chúng ta đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ nói Ăn uống khổ độc Ăn uống khổ độc Đúng, câu nói này không phải chính là Đang nói con người bây giờ sao Họ sống những ngày tháng như thế nào Ăn uống khổ độc Thưa Pháp Sư Ờ, uh có một lần con đi tây an quay một bộ phim khi mà con đến phim trường thì thấy có rất nhiều người trong tổ quay phim của chúng con dây quanh một con dê núi đen ừ, không phải con cừu mà là con dê núi họ đang nói với nhau cô xem này nó nó đang khóc đó khi trói nó lại thì nó khóc nước mắt chảy không ngừng họ muốn con qua đó xem con nói để làm gì chứ anh ta nói là phải giết con dê này con nói trong bộ phim của chúng ta đâu có giết con dây này đâu Đâu có cảnh này trong phim Họ nói đạo diễn thèm ăn Nên ông ta vừa thêm cảnh này vào phim Vừa nướng thịt dê vừa đóng phim Phần còn lại đợi đến quay phim xong Thì người trong tổ quay phim này mang thịt dê ra ăn Sự việc chính là như vậy Lúc đó con đã học Phật rồi Tôi pháp sư con liền nghĩ rồi nói rằng Ông đạo diễn này cũng thật lạ Ông ta làm gì phải giết con vật đó như vậy chứ Thế nhưng vì hôm đó bản thân con không được khỏe nên con không đi cản Con dây đó nó đã bị nướng Phim cũng đã quay xong rồi Nhưng mà khi cảnh đó vừa quay xong thì khi vừa nói cắt Con bước được vài bước thì cảm thấy vô cùng khó chịu Con nói tôi không xong rồi Sau đó con nôn mửa đến không chịu nổi nữa luôn Rồi con được con được đưa về khách sạn Con vẫn không ngừng không ngừng nôn mửa Con nói chắc tôi sắp chết rồi Mau mau đưa tôi về Tây An đi Vì nơi đó cách tây an rất là xa con nôn liên tục sau đó con được đưa đến bệnh viện tây an cấp cứu ở trên đường đi con vẫn cứ nôn liên tục như vậy thưa pháp sư hình ảnh con dê núi đó hiện ra nó lượn quanh trước mắt con sau đó ánh mắt của nó luôn ở mãi ở trong đầu của con à, trong lúc mà con nôn mửa đó nó cứ ý như là hiện ra trong đầu con vậy ánh mắt đó rồi nước mắt đầm đìa trời lúc đó con khóc quá trời luôn bởi vì con con cảm thấy quá đau đớn quá đau đớn như vậy à, thưa pháp sư con nghĩ tại sao lại có thể xảy ra hiện tượng như vậy được con về đó có duyên với bạn Là vì con thấy chết mà không cứu có đúng không Không sai Cần phải cứu nó Cứu không được Mọi người không đồng ý Bạn cũng đã cố gắng hết sức rồi Vì con đã không cố gắng đúng. Thật ra con cảm thấy Nếu như con thành tâm thành ý Thuyết phục đạo diễn Thì có thể thuyết phục được ông ta Chắc chắn là ông ta sẽ nói Không cần giết nó nữa chính vì bản thân con không cố gắng con rất hối hận thưa pháp sư chính là lúc con nôn mửa như vậy á con mới cảm giác được con sắp chết chính là vì con thấy chết không cứu ngài nói xem con thấy chết không cứu mà động vật còn có tâm sân hận như vậy vậy nếu như giết chúng thì tâm sân hận ấy còn đến mức nào nữa chứ đương nhiên đương nhiên là vậy rồi đây là đạo lý nhất định tất cả động vật đều có linh tính ngay cả con mũi con kiến cũng đều có linh tính làm sao có thể giết chúng được chứ thật là hổ thẹn quá vì vậy con mũi con kiến khi nó quấy rầy nó hiểu được tình người bạn dùng tâm chân thành thương lượng với nó nó hiểu được khi tôi ở úc căn phòng hiện giờ tôi đang ở phía sao có một mảnh đất trống tôi xây thêm một căn phòng để khi có khách đến có thể tiếp đãi văn phòng phía sau vừa xây xong thì tôi dọn ra sau ngủ đêm đầu tiên sáng hôm sau thức dậy rửa mặt trong nhà tắm toàn là kiến tôi giật mình làm sao chúng có thể vào đây được căn phòng mới xây chúng làm sao vào đây được sau khi tôi nhìn thấy Tôi liền nói Kiến Bồ Tát Tôi cần dùng nhà vệ sinh Tôi cho các vị nửa tiếng đồng hồ Các vị từ đâu đến Thì trở về chỗ đó Nửa tiếng sau tôi quay lại dùng nhà vệ sinh Tôi đi ra ngoài Nhiễu Phật, niệm Phật Phía bên ngoài có xây hành lang. Tôi ở hành lang niệm Phật. Từ tiếng sau tôi vào, không còn một con kiến nào nữa. Chúng biết nghe lời. Nếu như còn có kiến, tôi cũng không biết phải làm sao. Chắc tôi định phải đến phòng khác để rửa mặt thôi. Chúng thật biết nghe lời. Chúng thật sự biết cảm động. Tâm chân thành, tâm yêu thương. Không có chút tâm sân hận nào. Chúng ta hòa thuận chung sống với nhau mọi người cùng chung sống chăm sóc quan tâm lẫn nhau kiến vào cũng chỉ là tìm kiếm thức ăn chúng ta cho chúng thức ăn chúng cần thức ăn chúng ta còn dư để ngoài giường chăm sóc cho chúng chúng thực sự hiểu điều đó chúng hiểu điều đó sao thực sự hiểu vậy chúng ta cho kiến ăn gì vậy thức ăn dư của chúng ta chúng đều có thể ăn được chúng có thể ăn được, vậy rau chúng ăn được không? Rau có lẽ là không được. Không được ạ, à. vậy thì bánh bao hay cơm chắc có thể được. Ừ, cơm thì được, cơm thì được. Tư pháp sư, con vì chuyện này mà nhớ đến một vấn đề là ở Bắc Kinh á bị nạn gián Chỉ cần một tầng có dán á thì toàn bộ tòa nhà đều sẽ có cả. Mà ngài biết không? Loại dáng này á, truyền bệnh truyền nhiễm nhất là ở bệnh viện. Vậy thì ngài nói phải làm sao đây Thưa pháp sư gặp phải vấn đề này thì phải làm sao đây? Đi cũng là do ý nghĩ và hành động bất thiện của chúng ta chiêu cảm. Chiêu cảm, ý nghĩ và hành động bất thiện của chúng ta chiêu cảm. Đúng. Đây cũng là quan quan tương báo. Bạn đã làm hại những động vật nhỏ này, nay chúng đến làm phiền, đến báo thù. Vì thế, chúng ta không nên làm tổn hại chúng. Tuyệt đối không được giết chúng, gián cũng biết nghe lời. Gián cũng biết nghe lời sao ạ? À? Đương nhiên rồi, tất cả động vật đều biết nghe lời. Không có loài nào không biết nghe lời cả. Bạn tự xem thì sẽ biết rõ. Thử giống cách lúc nãy ngài nói. Đúng thế, tôi ở thiền tự đã thử qua rồi, là ở quê của tôi. À, không phải ở đó, mà chính là ở trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống trước đây tôi ở nơi đó một tuần buổi tối tôi đọc kinh công phu tối hôm đó mũi rất nhiều tôi nói với các con ngủi buổi bồ tát tôi công phu tối các vị thích nghe thì có thể vào đây các vị đừng làm phiền tôi nha tôi thấy mũi đậu trên tường có khoảng bốn năm chục con nhiều vậy sao ạ à? đúng vậy tôi công phu tụng kinh xong chúng vẫn không bay đi nhưng chúng không làm phiền tôi sáng hôm sau thức dậy thì thấy trên tường vẫn còn mười mấy con chúng rất hiểu chuyện không phải không hiểu đâu chúng ta không hại chúng chúng sẽ không hại chúng ta chúng ta làm hại chúng, chúng sẽ đến báo thù. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Chúng ta dùng tâm yêu thương, tâm yêu thương chân thành. Chúng ta yêu bản thân mình như thế nào thì cũng yêu thương chúng như thế đó. Như vậy thì sẽ khiến chúng cảm động. Thưa pháp sư, chúng con đối với dáng Bồ Tát phải giáp tay nói, dáng Bồ Tát. Ừ, đúng vậy các vị về không gian sinh sống của các vị tôi uh, cho các vị một ít thức ăn dán ăn cái gì vậy ạ à? ăn đồ ăn có dầu dầu à uh, vậy con cho chúng ăn một ít dầu có được không được có thể nhỏ vài giọt dầu vào trong bánh bao hay cơm cho chúng ăn có thể thương lượng với chúng được đúng à Vậy thì con sẽ về nói lại cho mọi người biết Đúng, nhưng thức ăn cho động vật vỏ ăn Tốt nhất nên để bên ngoài nhà ở à, Thưa Pháp Sư, nhà của chúng con ở trên lầu thì phải làm sao? Trên lầu có lối đi không? Lối đi à? Đúng rồi, lối đi Thưa Pháp Sư, con nghĩ là để ở lối đi cho chúng ăn Vậy người ta đi lại đạp chết chúng thì sao? Rách rối, đúng vậy Đúng vậy Không giống ở tầng trệt đúng. Giống như tứ hợp diện thì có thể làm cách này Có hành lang không? Ờ, à, Hành lang thì có nhưng mà cũng có người đi qua đi lại. Hành lang rất nhiều người. Đúng vậy đó thưa pháp sư, con sợ chúng bị đạp chết. Không sai. Nơi đó tụ tập rất là đông người. Đúng vậy đúng vậy. Vậy thì mời chúng ra ngoài. Vậy thì thương lượng với chúng là được rồi phải không ạ? Không à? sai, thương lượng với chúng. À. Đúng thế. Nhất định phải chọn cách thật an toàn. Dạ. Vậy có thể như vậy được không? Nhà con ở tầng trệt, ví dụ như có một bãi cỏ, con bỏ thêm ít dầu và thức ăn cho chúng rồi nói với chúng là các vị đừng có trên lầu của chúng tôi, các vị ăn ở bãi cỏ này, tôi cho các vị thức ăn, đúng giờ tôi sẽ mang thức ăn cho các vị. Thư lượng như vậy, chúng nhất định sẽ biết. Không sai, chúng hiểu được. Dạ. Thưa Pháp Sư, con lại có một thắc mắc như vậy Những con vật này bị loài người chúng ta giết Vậy chúng có linh hồn hay không? Có đó Vậy linh hồn của chúng đi đâu thưa Pháp Sư? Linh hồn của chúng giống như người vậy đó Cũng giống như người Đúng, nhưng nghiệp của chúng nặng Rất có thể lại đầu thai vào đường xuất sanh Bạn nghĩ xem Mỗi người chúng ta trong đời này Giết hại bao nhiêu động vật Chúng ta sau này sẽ trả bằng cách nào? Nhiều vô số kể hết. Đúng vậy. Tòa mạng của những con vật này rất ngắn. Sau khi chết rồi, chúng lại đầu thai trở lại. Không biết phải sống chết bao nhiêu lần. Vậy thì bạn sẽ biết việc này khổ như thế nào? Hoàng hoàng tương báo, phải tường suy nghĩ đến. Không được ức hiếp người khác. Ăn thịt là ức hiếp người khác phải không ạ? À? Ừ, đúng, ức hiếp người khác là tâm trộm cắp. Ăn thịt là tâm trộm cắp còn cộng thêm giết hại. Ăn thịt là tâm trộm cắp còn cộng thêm giết hại hả? Phải. Người kiểu rõ rồi thì sẽ không làm việc này. Hoàng hoàng tương báo cho đến khi nào? Đời đời kiếp kiếp Phiền phức to rồi Phiền phức to rồi Đúng Đời này của chúng ta khó khăn lắm Mới gặp được pháp môn tịnh độ Pháp môn này vô cùng thù thắng Thật sự rất khó tin Pháp môn này tuy rất khó tin Nhưng rất dễ tu Rất dễ tu à Đúng, rất dễ tu Khi bạn đã thật sự tin tưởng rồi Thì không có người nào không thành tựu Niềm tin là quan trọng nhất Niềm tin là then chốt Chính là then chốt Đây là con đường duy nhất Thoát khỏi sanh tử Có thể vượt khỏi luân hồi Chúng ta đời này có duyên gặp được Đặc biệt là gặp được quyển hội tập của cư sĩ Hà Liên Cư Quyển sách này quá tốt Chính là đại kinh giải khoa chú mà hiện giờ ngài đang giảng Không sai, quyển tập chú này là do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải Tập chú đúng ngày ấy dùng 83 loại kinh luận 83 loại kinh luận kinh luận dùng 111 chú sớ của tổ sư đại đức để chú giải bộ kinh này nội dung vô cùng phong phú ngài dùng 6 năm để thu thập những tài liệu này cung cấp cho chúng ta tham khảo Thật là cảm động Đọc bộ kinh này Đồng nghĩa với đọc tinh hoa của 193 loại sách Giống như quần thư Trị yếu vậy đó Quần thư Trị yếu gồm 65 loại Quyển kinh này là 193 loại Mỗi ngày buổi sáng Pháp Sư giảng 2 tiếng đồng hồ Chiều lại giảng 2 tiếng Đúng vậy Nên con cảm thấy người thế gian chúng ta bây giờ rất có phước báo Là đại phước báo Pháp Sư nói có phải không? Đúng vậy Kinh này dạng thấu suốt Rõ ràng tường tận Một mực cầu sanh tịnh độ Luôn dùng tâm thiện Đối xử với tất cả chúng sanh Dùng tâm thiện đối xử với tất cả mọi người Đều là bạn đạo cùng nhau học tập Bạn nói xem vui biết bao pháp hỷ sung mãn thường sanh tâm hoan hỷ cảm ơn pháp sư thưa pháp sư lúc con còn nhỏ ba con có kể cho con nghe về một câu chuyện chuyện kể về gia tộc của chúng con thôn của chúng con là đinh gia thôn bác cả là một người bà con của gia đình con vì con trai sắp cưới vợ gia đình không đủ chỗ ở nên phải xây thêm một gian nhà ở phía tây đêm hôm đó thì bác nằm mơ thấy một cụ già râu tóc bạc phơ đến nói với bác đó là ông đừng xây nhà ở phía tây ông nên xây ở phía đông cụ già nói tiếp đó là nhà của tôi chúng tôi đã ở đó lâu lắm rồi ông hãy xây bên kia ông nhất định phải nhớ đó ông phải xây ở phía đông bên ấy phong thủy cũng rất tốt cụ già đã nói với bác như vậy sáng hôm sau thì uh, sau khi bác thức dậy lại quên mất giấc mơ đó trời vừa sáng thì họ động thổ ở phía tây sau khi động thổ thì uh, không thể tưởng tượng được khi mà cuốc sắt cuốc xuống đất uh, thì con rắn lớn bị đứt ra làm hai khúc còn có rất nhiều rất nhiều những con rắn con rất nhiều rất nhiều, rất nhiều con à, bác vẫn không nhớ ra được giấc mơ đó bác nói làm sao như vậy được chứ Bắt đầu từ ngày hôm sau Trong gia đình của bác Những người trong gia tộc không hiểu sao lại vô duyên vô cớ mâu thuẫn Rồi thì cầm quốc và sẽ đánh lẫn nhau Người này thì cứ đánh người kia Người kia đánh lại người nọ Đều là người thân với nhau cả mà Gia tộc trước đây rất lớn Rất nhiều người Thưa Pháp Sư Có cháu trai chắc trai Toàn gia tộc bắt đầu đánh nhau Sau đó thì nhà ta người mất Về sau bác em mới nhớ ra Bác nói là tôi nhớ ra rồi Tất cả đều là do tôi không nghe lời nhắc nhở Vì cụ già tóc bạc báo mộng Cho tôi có thể là rắn tiên Và có lẽ ông ta đã tu hành rất là nhiều năm rồi Không sai Sau này đó thì người ở trong thôn chúng con Đều không có dám xem nhẹ việc này nữa Vì vậy mang giấc mơ này so sánh với hiện thực Tôi thầy, con nghĩ chẳng lẽ lại là sự trùng hợp hay sao không phải là trùng hợp không phải trùng hợp không phải trùng hợp nên khi động thổ phải thật cẩn thận Không sai phải cẩn thận à, thưa pháp sư hiện nay thì có rất nhiều nơi khai quan đào đất mở đường núi rồi nổ bom khai quán khai quật khảo cổ rồi đào mộ nữa thậm chí là chặt cả cây cần phải làm gì trước để cho công việc có thể thuận lợi một chút ạ à? giới luật trong Phật Pháp nói rất rõ ràng. Người xuất gia trước đây sống ở trên núi, dựng một túp liều tranh, chặt dài cái cây, rồi lợp cỏ phía trên. Liều tranh nhỏ để tu hành. Phật nói trong kinh rằng, khi bạn chọn được cây nào, thì ba ngày trước đó, bạn phải tụng kinh siêu độ cho thần cây đó phải tụng kinh siêu độ cho thần cây đúng vậy siêu độ thần cây xin họ dọn nhà ba ngày sau bạn mới đến chặt cây bạn phải cho họ thời gian để họ dọn đi đi là việc nhỏ thần cây có tỷ rời khỏi sẽ nhường cho bạn cây dũng không có thần là do có quỷ thần sống ở trong cây Ờ, quỷ thần sống trong cây thì họ trở thành thần cây ạ à. Đúng, không sai à. Họ sống trong cái cây này Nên họ có thể dọn nhà Cây càng to Cây khoảng mấy trăm năm Thì cây đó có rất nhiều thần cây có đạo hạnh Rất nhiều thần cây có đạo hạnh Rất có công phu tu tập, thật vậy Vậy chúng ta động đến cây của họ thì nguy rồi Vậy thì phiền phức lớn rồi thông thường người xuất gia không nên tìm những cái cây to như vậy to như vậy là được rồi làm cây cột nhỏ là được rồi vì vậy dùng vật liệu càng đơn giản càng ít càng tốt ở úc chúng tôi có mua lại một ngôi nhà bên cạnh học viện ngôi nhà rất cũ Chúng tôi muốn xây lại nơi đó. Phía trước đường đi có một dãy cây. Ít nhất phải chặt bỏ bốn cái cây. Vì sao vậy? Như vậy xe mới có thể chạy vào được. Để xe chở vật liệu chạy vào. Chúng tôi cũng làm y theo Phật Pháp. Trước đó ba ngày đọc kinh cho họ. Mời họ dọn nhà. Kết quả là có một vị xuất gia trẻ tuổi của chúng tôi tối ngủ được thần cây bảo mộng. Họ nói thời gian ba ngày không đủ, cần phải bảy ngày. Điều này làm cho chúng tôi nghĩ đến cuộc sống của người Úc đều rất chậm chạp, cái gì cũng chậm chạp. Nơi khác ba ngày là đủ rồi, họ lại yêu cầu phải bảy ngày mới đủ. Thế là sau này phải chúng tôi chặt cây, chúng tôi đều làm phần sự cho họ, siêu độ cho họ. Mời họ dọn nhà trước bảy ngày, việc này là có thật rất linh nghiệm thưa pháp sư người hiện đại không ai biết lễ nghĩa này cả sau này chúng con khi đến nơi nào trên đất nước nhất định là phải tìm hiểu phong tục tập quán nơi đó dựa theo phong tục tập quán nơi đó mà làm không sai dạ nếu không thì có thể sẽ đắc tội với rất là nhiều không sai chỉ cần bản thân chúng ta có tâm chân thành đồng ý sống hòa thuận với tất cả quỷ thần với tất cả động thực vật chúng ta cùng yêu thương lẫn nhau tương thân tương ái chăm sóc lẫn nhau vậy thì sẽ có linh nghiệm nếu bạn mê muội điên đảo mà không biết việc này dũng dị không tin vậy thì sẽ tạo ra ân oán thưa pháp sư từ đây có thể thấy nếu mà chúng ta muốn động thổ hay muốn chặt cây nhất định là phải thương lượng trước với thần cây mới được sai. còn không nếu sai. muốn động thổ thì sao ạ à? nhất định phải nói với những sinh linh bên dưới đất phải nói chúng ta cần thời gian đúng như đúng. thế nào tôi cho các vị thời gian nhất định các vị có thể dọn nhà được không chúng ta có thể thương lượng với họ như vậy. vậy chúng ta không thể tùy tiện động thổ có đúng hay không ạ à? đúng vậy đúng vậy thật ra thì mọi người cần phải biết đạo lý này rất nhiều người không biết không ai dạy cho chúng con thưa pháp sư nên không hiểu được đạo lý này bây giờ rất khó bây giờ bạn nói đạo lý này với họ thì họ cũng không tin Họ nói bạn mê tín vậy đành để cho họ tự trải nghiệm vậy vậy thì họ sẽ gặp xui xẻo đúng đúng vậy chúng ta phải thật cẩn thận phải chú ý à, thưa pháp sư có khi chúng con đi quay phim à, có lúc à, quay ở nhà xác hay là nghĩa địa có rất là nhiều người trong đoàn có những phản ứng không được bình thường à, nửa năm trước một người bạn rất thân của con là một người nổi tiếng ở trong nước anh ta là diễn viên bộ phim đó do anh ta làm đạo diễn trong đó có một cảnh anh ta quay ở nhà xác thưa pháp sư sau khi quay xong thì còn chưa rời khỏi nhà xác vẫn đang thu dọn máy quay à, trong vòng nửa tiếng đồng hồ thì bỗng nhiên mặt của anh ta mặt của anh ta sứng lên sau đó thì đầu của anh ta to không thể tưởng tượng được sưng to kinh khủng luôn liền đưa nghe anh ta đến bệnh viện nhưng mà bác sĩ không khám ra được nguyên nhân căn bệnh như thế nào các chỉ số xét nghiệm của anh ta đều vượt hết mức bình thường sau này trên mạng công bố nói rằng người này sắp chết rồi à, sau đó thì có một người học Phật nói với anh ta là anh làm sao vậy anh ta nói tôi quay phim ở nhà xác Người đó nói Anh đã đụng chạm đến những linh hồn ở đó Những linh hồn vừa mới mất Anh mau cùng vài người đi đến nhà xác đi Anh ta liền mời vài vị thầy xuất gia đi cùng Anh ta cứ quỳ mãi ở nơi đó để sám hối Thì lúc đó anh ta đã không thể tự mình đi được nữa Phải nhờ người dự anh ta đi Mặt sương to đến nỗi không còn nhìn ra hình dạng gì nữa Sau đó thì anh ta khóc khóc rất là đau khổ Anh ta phát tâm, sám hối, rất là chân thành nói rằng tôi xin lỗi à, tôi xin lỗi tôi không biết tôi đã không biết đã làm phiền đến các vị sau này thì tôi sẽ không dám nữa bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết rằng sau này không được đến nhà xác quay phim nữa nhất định không được tôi sai rồi mọi người ở đó tụng kinh niệm phật cho họ đặc biệt là niệm a di đà phật một tiếng đồng hồ sau thì kỳ tích lại xuất hiện Mọi người dường như quên mất anh ta Nhưng mà khi quay lại xem á thì Mà anh ta đã bình thường trở lại rồi Về sau người diễn viên này nói với con á Gia lệ à sau này cô nói cho mọi người biết là không được đến nhà xác quay phim không được đến làm phiền những chúng sanh đó cũng sai thật đó thật đáng sợ còn một người nữa nha anh ta là nhà thiết kế mỹ thuật của chúng con làm về công tác công tác mỹ thuật anh ta thấy chúng con đứng ở đó lễ phật liên tục vì chúng con quay phim ở chùa thường hay lễ phật anh ta liền nói năng bừa bãi là anh ta không tin anh ta nói các người sao lại mê tín quá như vậy làm gì mà có thần thánh chứ lại tôi đi nè tôi chính là thần thánh đây sao nào nói rồi anh ta leo lên cao anh ta leo lên một cái thang cái thang đó thì không có cao lắm anh ta vừa nói mà còn nói những lời khiếm nhã chửi mắng anh ta nói các người mê tín quá rồi làm gì có thần thánh chứ làm gì mà có bồ tát làm gì có phật anh ta đang nói thì thấy anh ta rất là kỳ quái giống như đoạn phim quay chậm vậy đầu anh ta đập một cái xuống đất rồi chết luôn à, mọi người ừ. đều sợ hết cả hồn vía luôn có một người hiểu chuyện đứng bên cạnh nói phật bồ tát không hại người như những vị thần hộ pháp thì không cho phép như vậy anh ta nói cậu đã không tin thì thôi tại sao cậu lại còn nói sao nói bậy để rồi phải mất mạng như vậy chứ đúng không sai không sai người này chết như vậy thì anh ta sẽ bị đọa địa ngục Đoà địa ngục Đúng, thật đáng thương, rất đáng thương Thật là đáng thương Nghe xem, báo chí lập tức đang nghe tin này Thưa Pháp Sư, khi uh, con còn nhỏ đó Con có nghe ba con kể một câu chuyện Ba con có một người bạn rất là thân Mới cưới vợ Cô vợ trẻ đó đang đi chợ Vì cô ấy gấp quá Bản thân cô ấy lại đang mang thai Cô ấy liền đi tiểu tiện ở bãi đất quang ở Nghĩa Địa Trên đường về thì uh, tự nhiên Cô ấy lại bị điên Bây giờ con biết đó gọi là bị ma nhập sau khi bị điên thì cô ấy tự nắm lấy tóc của mình nói là ta đã tu hành rất nhiều năm rồi ta là cáo tiên ta tu hành đã nhiều năm như vậy cô lại phá ta như vậy cô mang đồ dơ đến xong trúng ta ta phải lấy mạng của cô sau đó sau đó ba con hiểu được sự tình liền nói tôi có thể làm công đức hồi hướng cho ngài được không ngài nói xem tôi phải làm sao để mà tiếp đãi ngài tuổi đời cô ấy còn rất trẻ không hiểu chuyện tôi thay cô ấy xin lỗi ngài nói rồi thì dập đầu liên tục chồng cô ấy cũng dập đầu lại nhưng mà cáo tiên nó nói là không được bất luận thế nào ta cũng phải lấy mạng cô ta ba ngày sau thì cô ta chết đúng vậy thưa pháp sư từ đó về sau á ba con luôn dặn dò con vì con thường hay đến đất quan để quay phim quay ở nông thôn thầy xem bây giờ thì người ta thường đi cắm trại nè giả ngoại leo núi đến những vùng đất quan kỳ thực là phải tôn trọng những sinh linh ở dưới đất đó vì vậy mà lần nào ba của con cũng dặn con Mẹ con cũng vậy con, đến nơi đó như định phải ho vài tiếng rồi nói, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi nha, đã làm phiền, tôi muốn giải quyết một chút, có thể nhường cho tôi giải quyết một chút có được không? Xin lỗi đã làm phiền các vị, có thể nhường cho tôi một chút không? Rồi lại ho vài tiếng, đợi một lát sau mới giải quyết. Thưa Pháp Sư, có phải như vậy không? Phải, đúng như vậy. Vậy là do chúng ta không thấy được phía dưới, ở phía dưới mảnh đất đó có rất nhiều sinh linh, có đúng không ạ? Không sai. Nhìn thấy cũng được Cung chỉ ở dưới đất mà xung quanh cũng có Xung quanh cũng có Đúng Cho nên chúng ta muốn đến nơi đó Ví dụ như chúng còn muốn đến nghĩa địa Mộ phần Khi quay phim đúng. thì nhất định phải nói với họ Làm phiền rồi các cô bác anh chị xin lỗi nha Chúng tôi muốn quay phim làm phim các vị rồi Nhất định là phải nói với họ như vậy Thì bạn mới có thể quay được có đúng không ạ? Không sai, nhất định phải lễ phép. Có lễ phép. Không sai. Có lễ phép nếu không thì phim quay không thu hình được. Có một lần á, con quay phim ở nghĩa địa, đạo diễn không nghe lời khuyên, ông ta không nghe, không tin. Vì vậy sau khi mà quay xong á, hôm đó rất giả khó khăn lắm mới quay xong, bởi vì nghĩa địa rất xa. Sau khi quay xong thì trở về, ừ. thưa thầy, thật là kỳ lạ. Bốn cái máy quay, tất cả phim của một ngày đều không thu được gì cả, đều trống không, ừ. không thu lại bất cứ hình ảnh nào cả. Đúng vậy. Ừ. Chúng sanh đã nổi giận, họ sanh tâm sân hận, đúng không ạ? Không sai. vì vậy chúng ta nhất định phải hiểu lễ nghĩa này uhm. thưa pháp sư hồi ấy đường ở Diên an tây thượng hải gần chùa tịnh an cũng là trường cũ của con lúc đó muốn xây một cây cầu dược nhưng mà khi muốn đóng cột á thì làm thế nào cũng không thể đóng xuống được đã dùng tất cả các phương pháp khoa học cũng không đóng xuống được ờ ủy ban lãnh đạo của thành phố thượng hải đương thời ông ấy uh, liền đến chùa mời uh, một vị thầy xuất gia thầy uh, đến nơi đó sau khi mà thầy xem xong uh, thì uh, không có nói gì hết mà lại đi khỏi rồi uh, ngày hôm sau uh, họ lại dùng tâm chân thành mời vị thầy đó đến vị thầy đó vừa nhìn thì nói là như thế này tôi có thể tụng kinh nhưng mà các vị uh, phải uh, đồng ý với tôi một việc nhất định là phải cắt chính con rồng lên trên cây cột này vì uh, các vị đóng ở trên long mạch. Khi vị thầy đó đọc kinh uh, thì con rồng này có thể xoay người. Kết quả là uh, sau khi mà đọc kinh xong á uh, thì uh, các cây cột có thể đóng xuống được. Pháp sư, xem bức ảnh con mang đến nè, cây cột ở gần chùa Tịnh An. Ngài xem có chính con rồng cắt ở trên đó. Thưa pháp sư, xin hỏi ngài là thật sự có rồng hay không? Tại sao lại nói? người nước ta là con cháu của rồng vậy ạ à? quả thật là như vậy đúng quả thật là có quả thật là có quả thật là có rồng đúng vậy à chủng loại của rồng rất nhiều trong kinh phật cũng nói rất rõ ràng thưa pháp sư rồng là rắn phải không rồng cao hơn rắn một bậc cao hơn một bậc đúng vậy chúng là đồng loại Đồng loại Vậy khi nào rắn thành rồng vậy ạ? À? Đây cũng là do phước báo Phước báo Đúng, chúng là một loại chúng sanh Một loại chúng sanh Đúng vậy Một loại chúng sanh Đúng à, Cũng chính là một loại chủng tộc Một loại chủng tộc Đúng vậy Thưa Pháp Sư, xin Ngài chỉ dạy cho chúng con rõ Tại sao nói người nước ta là con cháu của rồng Thế hệ sau của rồng Chúng ta với rồng chắc chắn là có liên quan Chúng ta với rồng có liên quan Có liên quan đúng vậy vậy rồng là tổ tiên của chúng ta sao chắc chắn có liên quan đến tổ tiên à à gọi là rồng đồng nghĩa với loài tôn quý nhất trong các loại chúng sanh tôn quý nhất đúng à vậy thì linh tính của chúng rất cao đúng không ạ rất cao không sai dạ. linh tính rất cao cho nên có rồng trên trời Rồng trên trời. Có rồng trên trời. Dạ. Có rồng dưới đất. Có rồng dưới nước. Thủy tộc cũng có rồng sao thầy? Đúng, không sai, là Long Dương. Tứ hại Long Dương. Các sông suối đều có Long Dương. Lão Long Dương cũng là rồng sao? Đúng vậy. À. Lão Long Dương ở dưới nước. Đúng. Dạ. Bạn nói xem, Trường Giang Hoàng Hà có bao nhiêu rồng? Rất nhiều. Chúng cũng có tổ chức xã hội đó Có tổ chức xã hội Đúng vậy Chúng có cấp bậc ừ. Vậy những con tôm, con cá Có phải là con cháu của rồng không? Đúng vậy Có thể nói là cấp dưới của chúng Cấp dưới Đúng, không sai Vậy tất cả những chúng sanh thuộc loài thủy tộc Đều là do Long Dương cai quản sao? Không sai Do Long Dương quản À trong kinh Phật ghi chép rất nhiều. An Thế Cao là người dịch kinh ở Trung Quốc thời kỳ đầu, là vị sư nổi tiếng nhất, người đời hậu Hán. Vị này có một người bạn cũng tu hành rất tốt, âm hiểu kinh sách thích bố thí. Vì sao làm nông dương? Nguyên nhân tại sao? Vì vị sư này khi trì bát khất thực gặp phải thức ăn không tốt thì trong tâm cảm thấy khó chịu. Chỉ sanh một niệm như vậy thôi. Đúng vậy. Thật là đáng sợ. Đúng như vậy đó. Chỉ sanh tâm động niệm như vậy thôi. Đúng, chỉ một niệm như vậy thôi, niệm không tốt. Không có tâm biết ơn, không có tâm cung kính, cảm thấy trong lòng không thoải mái. Chỉ do như vậy mà đọa lạc làm Long Dương. Chính là Long Dương của Hồ Bà Dương vì vị sư này thích bố thí cho nên phước báo rất lớn Vì ấy am hiểu kinh sách giảng kinh dạy học nên vị ấy rất có trí tuệ vì long dương này có phước báo có trí tuệ người trong vòng một ngàn dặm đều đến miếu long dương thắp hương miếu long dương thắp hương ở miếu long dương ờ long dương cũng có miếu hay sao ạ có chứ đến giờ vẫn chưa thấy qua toàn hồ bà dương là do ngài ấy quản. Vì thế khi ra khơi, bạn đến thắp hương cúng ngài, bạn sẽ lên đường bình an. Nếu bạn không đến cúng ngài, thì thuyền của bạn sẽ gặp phải rắc rối. Vậy biển cũng là do Long Dương quản sao ạ? Long Hải Long Dương là lớn nhất, đúng vậy. Vậy nếu bị lật thuyền là do Long Dương không hài lòng, ngài có thể làm cho thuyền bị lật, đúng là như vậy đó. Cho nên mạ tổ là Long Dương thưa pháp sư thế nào gọi là mã tổ miếu mã tổ miếu mã tổ đúng đó là long dương là long dương sao ạ à? ngày ấy quản vị biển lớn hơn sông. miếu mã tổ là long dương hay sao đúng vậy miếu long dương vì thế bạn xem những người làm trên thuyền khi ra biển họ đều rất tin tưởng cuộc hành trình của họ nhất định phải cúng mã tổ nhất định phải thắp hương ở miếu long dương cầu xin cho họ ra biển bình an không sai à, miếu mã tổ là như vậy vì vậy gian biển của thành phố đều có miếu mã tổ trước đây con không hiểu miếu mã tổ Ờ, à, thì ra miếu mã tổ là như vậy thưa pháp sư lúc nãy pháp sư có nói ngày ấy khởi tâm đồng niệm như vậy liền bị đoạt lạc thành rồng đương nhiên họ tu phước báo lớn như vậy những người có suy nghĩ như vậy rất nhiều thường là đối với những việc không giữ ý mình thật là đáng sợ khởi tâm đồng niệm thật đáng sợ vì vậy con người phải có trách nhiệm đối với việc khởi tâm động niệm của chính mình đều có nhân quả, có đúng không thầy? Đúng, đúng, phải chịu trách nhiệm 100% Cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận khởi tâm động niệm của chúng ta như thế nào Thì hậu quả sẽ như thế đấy Đúng vậy, đạo lý này, ngay cả nhà lượng tử lực học đều nhắc đến Cách nói rất gần với trong kinh Phật thực sự bà nói, toàn vũ trụ đều là do khởi tâm động niệm của chúng ta giữ vai trò chính toàn vũ trụ đều là đúng. do khởi tâm đồng niệm đúng của chúng ta vậy. làm chủ đúng vậy bao gồm cả cách nghĩ hành động của chúng ta trong đó có đúng không ạ tư tưởng của bạn tiện thì tất cả đều thuận lợi thế giới ngày nay tại sao lại trở nên như vậy là kết quả của người sống trên trái đất khởi tâm động niệm bất thiện tạo nên đây là báo cáo của nhà khoa học 30 năm gần đây Nhà khoa học Phát hiện ra Tất cả hiện tượng vật chất Đều có liên quan đến ý nghĩ Tất cả hiện tượng vật chất đều có liên quan đến ý nghĩ à. Có liên quan Ý nghĩ của chúng ta thiện Hiện tượng vật chất đều tốt đẹp Ý nghĩ bất thiện Thì không có vật gì là tốt đẹp cả cho nên cảnh tùy tâm chuyện Trung Quốc có một câu ngàn ngữ người phước ở đất phước đất phước người phước ở bạn có phước báo thì khi bạn ở nơi đó nơi đó mưa thuận gió hòa điều gì cũng tốt đẹp cả người không có phước báo nơi này giống là đất phước họ ở dài ba năm thì hoàn toàn biến thành xấu hết vậy mới nói rằng vật chất bao gồm cả hoàn cảnh tự nhiên có đúng không đúng đúng dạ. nên phật nói tất cả do tâm tạo tất cả do tâm tạo đúng vậy đó tâm chính là ý nghĩ thế giới cực lạc tốt đẹp là do tâm của tất cả mọi người ở thế giới cực lạc đều lương tiện đều thanh tịnh thế giới hiện nay của chúng ta trở nên như vậy bạn nghĩ xem người dân sống trên trái đất mỗi ngày họ suy nghĩ những gì mỗi ngày họ làm những gì thì bạn sẽ biết rõ nếu tư tưởng của họ thuần chánh lương tiện thì thế giới này của chúng ta sẽ trở thành thế giới cực lạc người thời xưa tốt hơn người trong xã hội chúng ta bây giờ vì sao vậy tư tưởng của họ không rời khỏi luân lý đạo đức nhân quả họ có phạm vi tiêu chuẩn này có thể tuân thủ không vượt quá mức vì vậy xã hội thời đó yên ổn hài hòa thái bình thịnh trị đạo đức chính là ở chỗ này điều này có liên quan rất lớn đến giáo dục giáo dục của con người bây giờ chỉ là giáo dục khoa học kỹ thuật luân lý không còn nữa đạo đức cũng không còn nữa nhưng quả cũng mất luôn cho nên cứ mãi lo phát triển khoa học kỹ thuật chỉ giúp cho con người tạo tội. Khoa học kỹ thuật đang giúp con người tạo ác nghiệp. Điều này mang lại kiếp nạn cho con người. Đạo lý này rất sâu sắc. Thưa Pháp Sư, Um, cách đây không lâu đài truyền hình trung ương phát tiết một khoa học kể về một câu chuyện với đề tài là trảm thủ phi xà cái đầu rắn bị chặt sau 20 phút thì bỗng nhiên phóng lên cao khoảng hơn 2 tấc cắn chặt đầu ngón tay của người mua rắn mọi người cùng giúp mới gỡ được cái đầu rắn ra qua nhiều lần điều trị thì mới giữ được tính mạng của anh ta nhưng mà vẫn bị mất đầu ngón tay phải cưa bỏ Bác sĩ nói với anh ta, ông ấy nói rằng, lây rắn hổ mang ngâm rượu. Nửa năm sau, thịt con rắn này đã thối rửa hết, nhưng mà vẫn còn cắn người. Xin hỏi pháp sư, rắn làm sao có khả năng báo thù mạnh đến như vậy? Đây là sự chấp trước nghiêm trọng, ý niệm báo thù mạnh liệt, có thể sinh ra năng lượng rất lớn. anh ta đã gặp phải việc này. Gặp được, đương nhiên là cũng có nhân duyên. Không phải là điều ngẫu nhiên. Nếu như trước đây không tạo nhân, thì chắc chắn sẽ không gạt quả. Nhất định là đối với việc giết rắn. Làm tổn hại loài động vật này, Kiếp trước, ta kết cái duyên này rồi. Vì vậy, con người sống trên đời phải biết nhẫn nhịn. Biết nhẫn nhịn. Đúng, biết nhẫn nhịn. Đừng kết quán thù những người khác. Cũng đừng kết quán thù với độc vật. Kết quán thù rồi thì rất phiền phức. Nếu chấp trước của chúng quá nghiêm trọng, không báo thù không được, thì Quán thù này rất khó hóa giải. Thưa Pháp Sư, con nghe nói trong các loài động vật, tâm sân hận của rắn là nặng nhất, có phải không ạ? À? Nặng nhất. Giả lại, tâm của chúng rất độc ác. Tâm không ác, không thâm độc thì sẽ không đọa vào loài xuất sanh này. Pháp Sư nói đây là nhân quả của chính bản thân chúng. Đúng, 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 không sai. Tâm của loài động vật này vô cùng khung ác. Ý niệm báo thù rất mạnh mẽ. Tất cả rắn độc mạnh thú đều là loại tâm này cả. Vì trước đây khi chúng làm người tâm sân hận quá sâu nặng. Không sai, đức sâu nặng. Cho nên phải dùng tâm từ bi để hóa giải. Dùng tâm chân thành từ bi để cảm hóa chúng. Thưa Pháp Sư, ờ... À nếu nói khi họ làm người vì tâm sân hận quá sâu nặng nên họ bị đọa lạc thành loài rắn sau khi họ bị đọa làm súc sanh thì tâm sân hận của họ lại càng sâu nặng thêm nghiệp tội của họ sẽ càng ngày càng chồng chất giống như lăn quả cầu tuyết càng lúc càng nặng sâu không sai chính là như vậy cuối cùng họ dựng sẽ gặp ác báo vậy thật là không đáng đinh mới nói hại người, hại, hại người chắc chắn là hại mình hại người chắc chắn là hại mình chắc chắn hại mình đây là đạo lý tất nhiên. Cho nên, khi người khác làm hại chúng ta, chúng ta nên tha thứ cho họ. Đừng tính toán thì được hóa giải xong. Đôi bên đều có lợi. Điều đó nhất định phải báo thù, thì cả hai đều đau khổ. Mà báo thù qua báo thù lại, nghĩa là đời đời kiếp kiếp, không lúc nào ngừng nghỉ, khổ không thể nói được. Điều này chúng ta không thể không biết. Thưa Pháp Sư, um, hai ngày trước, á, báo chí Ấn Độ đã đăng một câu chuyện là người thật diệt thật. Có một người đi vào rừng hái thuốc, không cẩn thận bị ngã vào một cái hang sâu, rơi vào trong cái hố khoảng 30 mét. Giật giả hai ngày hai đêm cũng không thể leo lên được. Thấy là chết chắc vì đói và khát. Bỗng nhiên, có một con mãng xà dài hơn mười mấy mét. Dùng phần đuôi to dài của nó đưa vào cái hố sâu để kéo người này lên con mãng xà dùng hết sức để kéo anh ta lên và nhờ đó mà anh ta đã thoát chết. Nhưng người này sau khi được cứu thì anh ta không hề biết ơn mà ngược lại anh ta lại còn báo với chính quyền địa phương. Chính quyền mới cử một nhóm người đi bắt con mãng xà này. Cuối cùng cũng bắt được nó nhốt vào trong một cái lồng. Dạ. Người này thì cũng không biết rõ hình dáng con mãng xà nó như thế nào anh ta cũng muốn đi xem xem con mãng xà đã cứu mạng anh ta khi mà anh ta sắp đến gần cái lồng thì con mãng xà đột nhiên vung thẳng về phía trước một loại nước bọt đục ngầu phun vào ngay người của anh hái thuốc chỉ là trong chốc lát thì da của người hái thuốc liền bị thối rửa lan từ đầu đến chân đi chạy chữa bệnh viện ở khắp nơi mời bác sĩ chữa bệnh nhưng mà cũng vô ích sau khi chịu đủ sự dày dò thì anh ta chết xin hỏi pháp sư ngài xem con mãng xà này nó biết được tại sao nó lại không phun nước giải vào người khác mà nó có thể nhận ra được đúng anh ta mà thôi đúng đây là nó trả thù anh ta đó ơn ừ, nghĩa trở thành thù hận nó cứu anh ta là do quá khứ anh ta có ơn với nó nó đến để trả ơn bây giờ anh ta lại tìm người bắt giết nó cái ơn này đã biến thành thù hận rồi Phun nước giải cho người anh ta Là nó trả thù đó Nó phun ra quán thù vô tận Đúng, đúng Quán hận đối với anh ta Có nghĩa là nói rằng tôi cứu mạng anh Ngược lại anh lại hại tôi Hận anh ta đến thấu xương Đúng, chính là như vậy Người này thật là quá ngu si Thưa Pháp Sư, người ta cứu mạng anh ta lại Người hiểu chuyện chắc chắn sẽ cảm ơn không biết ơn lại còn báo cho người đi bắt giết nó việc này làm sao có thể nuốt trôi được quán hận này nó chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh ta cho nên tội lỗi này là do tự mình tạo ra tự mình phải nhận lấy Thưa Pháp Sư, có nghĩa là tâm sân hận của loài rắn sâu nặng như vậy, kiếp này nó làm việc này để trả thù trước. Có cảm thấy đợi đợi kiếp kiếp sau đó nó vẫn sẽ teo bám theo người này. Pháp Sư nói có đúng không? Nó vẫn sẽ muốn lấy mạng anh ta. Không sai. Con người, bất kỳ một người nào, vì chúng ta không có thiên nhãn. Nếu chúng ta có thiên nhãn thì bạn đều sẽ thấy được. Những con vật bị giết, bị ăn, đều không tha thứ cho bạn. Rất nhiều cái gì? Rất nhiều đều, đều bám trên người bạn vì bây giờ bạn vẫn còn phước báo họ không có cách nào đợi đến khi bạn hưởng hết phước báo rồi bệnh của bạn sẽ bộc phát sẽ phát bệnh đúng vậy đó ở trên người bạn à những quan gia thế chủ này ở trên người của bạn chính là linh hồn của những con vật mà mình ăn nó đi vào trong người mình không sai đúng vậy nhập vào người của mình à ngài nói làm sao chúng có thể vào trong được ạ à? chúng có thể vào được chúng có thể vào được đúng vậy có thể vào được vì chúng không có hình tướng chúng vào bạn không nhìn thấy được bạn dùng thiết bị khoa học cũng không tìm thấy chúng cũng không nhìn thấy chúng mình kiểm tra không thấy như chúng vẫn tồn tại chúng tồn tại khi bạn có phước báo chúng ở đó chờ cơ hội chúng ở trong người bạn nhưng chúng không làm gì cả nên bạn không cảm nhận được không hề hấn gì để đến, đến khi bạn gửi hết phước báo rồi hoặc là bạn tạo tội thì chúng sẽ phát tác Tức là trên người của chúng ta Xung quanh chúng ta đều có cả Người học Phật tốt ở chỗ Là mỗi ngày tụng kinh hồi hướng cho quan gia trái chủ Giúp họ vượt lên Quá dạy quán thù Đặc biệt là chúng ta muốn đến thế giới cực lạc Chúng ta cũng hy vọng họ đến thế giới cực lạc chúng ta giúp đỡ lẫn nhau cùng tồn tại và tiến lên phải có ý nghĩ như thế tuyệt đối không làm tổn hại họ trước khi làm hại các vị là do tôi không học phật tôi chưa từng nhận được sự giáo dục này không biết đây là du tri thành tâm xin sám hối thì họ đều sẽ tha thứ họ cũng biết quan quan tương báo thì cả hai đều đau khổ không phải chỉ một phía mà cả hai phía đều đau khổ mong rằng quán tù đều có thể hóa giải trong một đời này uhm. Uhm. Thưa Pháp Sư, mẹ con bị mắc bệnh ung thư mỗi lần làm hóa nghiệm, làm thực nghiệm gì đó, con đều phải đi cùng mẹ. Có một lần, mẹ con làm siêu âm. Mẹ của con bị ung thư ống dẫn mật. Khi làm siêu âm, con xem hình ảnh hiện trên máy. Lúc con xem thì con cảm thấy có một vật gì đó đang nhảy múa. Không phải là người, cũng không phải là vật gì cả. Cứ ở đó nhảy múa. Con nói với bác sĩ, vì con không dám nói trước mặt mẹ, vì siêu âm nhiều lần cũng đều có hình ảnh đó. Con nói với bác sĩ, ở trong đó có vật gì, bác sĩ xem nó đang nhảy múa đó. Ông ấy nói, làm gì có chứ Còn nói lần nào cũng có Lần này là lần thứ tư rồi Đang nhảy múa ở trong đó Là một lần khác Vì mẹ con rất thích ăn thịt Không có thịt là không vui Mẹ con rất thích ăn thịt Lúc mà làm tiểu phẫu cho mẹ Thì làm sao cũng không vào được Pháp sư biết không Vì túi mật đã lấy ra rồi Muốn nới rộng ống dẫn mật đó Vì mật không ngừng chảy như thế Mật trong ống dẫn mật đều kết thành sỏi Thế là tắc nghẽn trong ống mật Đau đến không muốn sống sau đó muốn gắn một thiết bị nhỏ vào trong đó, muốn để thiết bị bằng nhựa này làm nó rộng ra, mở rộng ống mật chính là ERCP, phẫu thuật này rất là nhẹ. Đây là do chủ nhiệm của Hiệp hội Bệnh viện tốt nhất làm phẫu thuật cho mẹ của con, nhưng mà làm thế nào cũng không vào được. Con cứ quỳ mái ở bên ngoài niệm, đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát, con cứ quỳ ở đó khóc hoài, nhiều người dây quanh đều nói. Cô diễn viên này ở đây làm gì nhỉ? Con vẫn ở đó khóc hoài. Đột nhiên, con nhận được một cuộc điện thoại người đó cũng là người học phật câu đầu tiên anh ta nói với con là cô đừng cố gắng nữa vì mẹ cô sát sanh quá nặng trước đây mẹ con sát sanh nhiều lắm mẹ con giết gà mẹ sát sanh rất nhiều hình như những chúng sanh không cho thiết bị đó vào chúng chặn lại phẫu thuật không thể tiến hành được nữa lúc đó có nghi người ra người này không biết mẹ con làm phẫu thuật nhưng lại chuyển cho con tin tức như thế thưa pháp sư thật đáng sợ đúng vậy vậy có nghĩa là những chúng sanh đó những chúng sanh mà mẹ con đã ăn chúng ở trong người của mẹ khi mẹ bị ung thư ống dẫn mật không sai không sai không sai vì vậy rất nhiều chúng sanh khi phước báo của bạn vẫn còn chưa gượng hết thì chúng ở đó chờ đợi phước báo gượng hết rồi thì chúng xuất hiện chúng đến báo thù người bình thường không biết người học phật biết điều này thì nhất định phải sám hối nếu không sám hối thì không qua được ải này đâu ải này không qua được nhất định phải tự mẹ con sám hối sao không sai đúng vậy nhất định phải tự mình sám hối người khác làm thay thì hiệu quả rất hạn chế chúng không chịu tiếp nhận đúng không tiếp nhận nhất định phải tự mình sám hối vậy khi đó mẹ của con cũng thật ngu si quá nếu con hiểu rõ nó đạo lý này cho mẹ con biết mẹ con có thể chịu sám hối biết đâu họ sẽ bạn thấy đó bạn có thể thấy được nhưng bác sĩ thì không thấy được thưa pháp sư ngài nói đây có phải là mẹ con ăn những chúng sanh đó những động vật đó à, nhảy múa luôn ở trong đó nhảy múa đúng 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 vậy chính là chúng bạn thấy được nhưng bác sĩ không thấy được Thật là đáng sợ Đúng Khi bạn nhìn thấy chính là những chúng sanh đó muốn cho bạn biết Cũng là muốn nhắc nhở bạn Cũng là muốn nhắc nhở con sao Cũng là nhắc nhở bạn Để bạn từng mắt nhìn những hình tượng này Đây không phải là giả Hiểu rõ ràng quan quan tương báo Không bao giờ dứt Đây là sự thật của nhân quả Bạn không thể không tin Tất cả những người không tin Đến khi nạn kiếp đến Họ hiểu ra thì đã quá muộn Muộn rồi Không kịp nữa rồi Bạn có thể thấy được là Vì bạn có thiệt cắt trong kinh a di đà nói là không thể dùng ít thiện can phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi kia thiện can phước đức nhân duyên bạn đã giao trồng trong quá khứ hiện tại cho nên bạn có thể thấy được bắt đầu từ chính bản thân chúng ta mà làm chúng ta đã hiểu rõ rồi chúng ta làm người khác nói chúng ta ngu Người ngu có phước của người ngu Lúc tôi học Phật Chỉ mới là thanh niên 26 tuổi Thì đã ăn chay trường Biết bao nhiêu người nói tôi ngu Thưa Pháp Sư Pháp Sư ăn chay được bao nhiêu năm rồi 61 năm Bây giờ vẫn còn có vài người còn sống Thấy tôi đều nói rằng tôi đã đúng Giờ ngón tay cái lên nói Thầy đã đúng rồi Họ ngưỡng mộ ngài Đúng vậy Tôi tuy đã lớn tuổi Đã già rồi nhưng không suy yếu, khỏe mạnh sống lâu. Họ thấy đó là từ đâu mà có, từ ăn chay mà có được. Chỉ có lời đối với sức khỏe của bản thân chứ không có hại. Tại sao lại không làm? Tôi ở quốc tế mười mấy năm nay, thường tham gia hội nghị quốc tế bạn bè trong hội gặp tôi Câu đầu tiên họ hỏi tôi là Thầy giữ gìn sức khỏe như thế nào vậy? Tôi nói với họ Tâm thanh tịnh ăn chay Không có vọng tưởng Không có tạp niệm Thì thân tâm của bạn sẽ khỏe mạnh Nói cái khác với họ thì họ sẽ không hiểu Còn những điều này thì rất thực tế lợi ích của việc ăn chay ăn chay rất tốt đặc biệt là khi thức ăn thịt bây giờ không được sạch sẽ rất đáng sợ đừng nói là thịt không dám ăn ngay cả trứng cũng không dám ăn chúng tôi thường đi máy bay thức ăn trên máy bay tôi cũng không dám ăn cũng biết nó đến từ đâu đúng vậy ạ cho nên chúng tôi đi máy bay. Trước đây khi ở Mỹ thường phải đi máy bay. Chúng tôi đều tự mang theo cơm hộp. À. Cơm hộp đó. À. Thưa Pháp Sư, ngài đi máy bay thường mang theo cái gì? Cơm hộp, chúng tôi tự mang theo hộp cơm nhỏ Hộp cơm nhỏ, thức ăn Cơm, thức ăn đều có cả à, Chúng tôi tự ăn Vậy thì tốt quá Khi đi máy bay vào mùa đông thì giờ họ hâm nóng giúp tôi ờ, à, Hâm nóng lại Khi hâm nóng thì họ đổi cho chúng tôi bằng dĩa của họ là thức ăn của chúng tôi ừ. Có người bên cạnh thấy được, nói với cô tiếp viên hàng không Tôi cũng muốn một phần giống như thầy ấy Cô ấy trả lời, đó là của thầy ấy tự mang theo rất nhiều người ngưỡng mộ tự mình mang theo điều này rất quan trọng khi bạn đi chơi xa dùng thức ăn nhất định phải cẩn thận tốt nhất là nên tự mình mang theo đúng vậy lúc đường ruột của con không tốt có khi dùng thức ăn trên máy bay thì con bị tiêu chảy không sai à, đúng vậy thật là thức ăn ở khách sạn cũng không bảo đảm đúng vậy nó không vệ sinh đúng cảm ơn pháp sư cảm ơn pháp sư đại từ đại bi trả lời cho chúng con nhiều câu hỏi như vậy những câu hỏi có liên quan mật thiết đến nhân loại chúng ta xin chân thành cảm ơn pháp sư